Tập 2. Tới nhà rồi. Ê trời, bộ nhà cô không có giường hay sao vậy hả? Trên lầu. Còn phải lên lầu nữa hả? Ôi trời ơi. Chào anh. Tỉnh rồi hả? Ừ. Cô hết sốt chưa? Ăn sáng trước đi ha. Chúng ta nhất định phải ăn sáng chứ. Sau khi ăn sáng xong á, nửa tiếng sau thì uống thuốc. Nè cô ăn đi. Cẩn thận đó. Trời. Đúng là đồ ngốc. Phỏng rồi chứ gì. Từ từ thôi. Cái này là vitamin C nè. Không phải sức khỏe cô không tốt sao? Cô phải uống nó chứ. Bình thường cô cũng có thể uống. Chẳng những tốt cho sức khỏe mà còn giữ gìn sắc đẹp nữa. Anh bán thuốc hả? Hộp thuốc này á, coi như tôi tặng cô nghe. Khỏi trả tiền. Ai kêu ống chích của tôi đâm trúng cô làm gì, khiến cô sợ tới nỗi bệnh luôn à, lại còn bị thôi việc nữa chứ. Được rồi, cô mau ăn đi. Trong nhà cô cũng hết gạo rồi đó. Cô nhớ đi mua thêm nha. Phụ nữ gì mà trong nhà không có cái gì hết trơn à. Ê. Hôm qua vì tôi bị bệnh làm phiền anh cả đêm. Đã vậy anh còn ở lại chăm sóc cho tôi nữa. Cảm ơn nha. Lâu lâu nói câu nghe lọt lỗ tai nha. Nè. Hả? Anh về rồi hả? Sao cô vẫn còn ở đây vậy? Đây là nhà em. Em không ở đây thì ở đâu chứ? Cô không đi làm sao? Em không có việc làm. Vậy cô không ra ngoài hả? Ra ngoài cũng không có việc gì để làm. Được rồi, đừng có làm phiền tôi nghe. Tôi phải vào nằm ngủ một lát đó. Ê, khoan đã. Suốt đêm qua anh không về nhà, anh đi đâu vậy? Anh nói cho em biết đi. Không lẽ là anh đã có người khác rồi sao? Có phải không? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Dừng lại. Hai chúng ta ly hôn rồi hả? Chuyện của tôi không cần cô bận tâm. Hơn nữa tôi không cần báo cáo với cô là tôi làm cái gì hết. Tôi không làm cái gì hả? Cô cũng đừng có nhìn tôi chằm chằm như là canh trộm vậy. Tôi chỉ muốn ở trong căn nhà của tôi, nằm lên trên chiếc giường của tôi, ngủ một giấc cho thiệt đã thôi, hiểu chưa? Ê, anh đứng lại đó cho em. Em có nói là anh không được ngủ đâu. Em chỉ đang nói chuyện đàng hoàng với anh thôi mà. Thật ra thì cô gái đó bộ dạng như thế nào, bao nhiêu tuổi, hai người quen nhau bao lâu rồi, cô ta làm gì? Đủ rồi. Hả? Cô nói xong chưa vậy? Hả? Nếu cô không đi, tôi đi. Tôi sẽ đi tìm nhà cho cô được chưa? Nhưng em không muốn đi. Anh có tìm được nhà em cũng không đi. Cô cứ đeo bám tôi làm gì vậy? Nhưng đây là nhà em. Nếu không anh trả tiền cho em, trả xong em sẽ đi ngay. Được rồi, thôi được rồi. Tôi sẽ kiếm tiền trả cho cô. Nhưng mà anh đi đâu kiếm tiền? Anh mau chóng chuyển tiền hàng cho tôi đi. Tôi nhớ rồi, anh mau lên đi. Anh Dương, có chuyện gì vậy? Anh rảnh không? Ra nói chuyện chút đi. Tôi đang rảnh, nói đi. Gần đây tôi đang có việc gấp, anh có thể cho tôi mượn chút tiền không? Anh nói cái gì? Tôi nói tôi muốn mượn tiền anh đó. Không phải,
Không phải, ý của tôi là câu trước nữa kìa. Câu trước nữa hả? À, anh rảnh không? Không. Không rảnh thì thôi vậy. Con còn nhớ Đại Lưu không? Chính là hàng xóm trước kia của mình, nhà của họ ở ngay đầu hẻm đó. Con còn nhớ không? Dáng người thấp, hơi mập mập. Lưu mập hả? Chưa tốt nghiệp trung học, bán vớ thì lỗ vốn, bán đồ lót cũng lỗ vốn, bán cái gì cũng lỗ, bán thuốc chuột thì chuột không có chết. Người nhanh ta, vừa thấp vừa lùn, vừa dốt vừa ngu. Thật ra thì sau đó nó được bà ngoại của nó bảo lãnh đưa sang Mỹ. Sau khi nó trưởng thành thì kinh doanh ở trên đất Mỹ, giàu có còn đẹp trai nữa. Sau đó thì lấy vợ, sinh con cái. Nhưng anh ta có vợ con rồi, mẹ còn kêu con lấy anh ấy. Con của mẹ phải tới nước đi làm vợ bé rồi hay sao? Đúng là không hiểu nổi mẹ luôn. Ê ê ê ê, ê. Mẹ còn chưa nói xong mà. Mặc dù nó đã lấy vợ sinh con, nhưng mà cô vợ của nó mấy năm trước đã bị bệnh chết rồi. Đại Lưu vẫn luôn luôn hy vọng rằng có thể tìm được một cô vợ tốt ở trong nước, muốn xây dựng một gia đình hoàn toàn mới. Mẹ cũng không biết phải nói thế nào. Đại Lưu có một con trai. Nếu như kết hôn với Đại Lưu thì đương nhiên con phải làm mẹ kế. Làm mẹ kế người ta tất nhiên là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà mẹ nghĩ bất cứ chuyện gì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Tại sao mẹ nói vậy? Bởi vì sau khi lấy nó thì nhà người ta cũng đã có cháu nội, cho nên áp lực chuyện sinh con không phải quá lớn. Con sinh trai sinh gái không thành vấn đề. Cho dù không sinh thì cũng chẳng sao. Nhà họ rất có điều kiện, có thêm có bớt một miệng ăn thì mẹ nghĩ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cảm ơn anh nhiều nha. Được rồi, tạm biệt. Chào anh. Anh muốn làm thẻ không? Đây, mời ngồi, mời ngồi. Anh muốn đăng ký loại nào? Nè, thẻ tín dụng ngân hàng cậu có thấu chi không vậy? Có thấu chi. Thấu chi được bao nhiêu? Có thể từ 5.000 tới 50.000. Nè, tôi muốn hỏi, ví dụ như bây giờ tôi làm thẻ ở chỗ cậu, sau đó sang ngân hàng khác làm nữa được không vậy? Vẫn được, không hề có mâu thuẫn. Mỗi thẻ được 10.000. Vậy nếu tôi làm hết 5 thẻ là được 50.000. Tôi làm đi. Hả? Dạ được. Anh có đem theo chứng minh không? Có chứ. Nè. Ê, trời ơi. Không nghe. Ai vậy? Người dân thôi, kệ họ. Không phải cậu nói chỉ 3 tuần thôi hay sao? Bây giờ tới một đối tượng cũng không có, làm sao mà đám cưới được đi chứ? Bởi vậy cậu cứ đăng ký tài khoản trên mấy trang web kết bạn gì đó cho mình đi, cứ làm theo ý mình. Đăng ký vào trang web và người muốn lấy. Nè, cậu có chắc là muốn liều mạng cá cược như vậy hay không vậy hả? Không phải là mình muốn cá cược. Bộ cậu không biết tính mẹ mình hay sao? Mình đã nói lấy là phải lấy. Nếu không mẹ lại giới thiệu Đại Lưu đại mã quá vợ gì đó cho mình. Ôi trời ơi. Biết đâu lần này mẹ cậu giới thiệu người tốt cho cậu thì sao? Một người đàn ông trung niên quá vợ thì có gì tốt đâu chứ. Nè, quá vợ thì có sao đâu. Bây giờ quá vợ mới là số 1. Mình thích nhất là loại người đó đó. Đang gấp muốn chết lại không chịu nghe điện thoại là sao? Alo. Chứng minh của tôi ở chỗ cô phải không? Chứng minh gì? Thì bữa trước cô sợ tôi chạy mất nên giữ chứng minh của tôi lại đó. Hả? Cô nhớ chưa? Giờ cô có nhà không? Nếu có tôi chạy cô lấy nghe. Tôi không có ở nhà. Lát nữa rồi nói tiếp nha. Nè, cúp đi. Bữa khác nói tiếp ha. Mau lên. Nè, trong này nói là cao. Ôi trời, cậu đi thật lên, là lên. Chưa chắc là đẹp trai nhưng mình thấy được đó. Nhìn cũng không đẹp à. Trời ơi, như vậy mà còn xấu hả? Mình ngồi nãy giờ mới chọn được một người trong số 250 người cho cậu đó nha. Thôi được rồi, không chọn được nữa, không chọn được nữa. Duyên số trời định được không? Duyên số trời định thế nào? Cậu thấy có được không? Vậy nha. Duyên số trời định. Chuyện này. Ê, đừng có về nhanh như vậy anh. Anh thấy điều kiện của tôi thế nào? Chúng ta nói chuyện với nhau cũng đã rất lâu. Điều kiện của cô cũng rất tốt. Nhưng mà tôi lại cảm thấy không xứng với cô. Tôi không muốn làm mất thời gian của cô nữa. Ê, không có đâu. Tôi không có sợ mất thời gian đâu mà. Tôi muốn tìm một người để kết hôn với tôi thôi. Tôi cũng muốn tìm một người để kết hôn kia mà. Tôi cảm thấy tuổi tác của cô hơi lớn, sẽ rất khó sinh con.
Anh rất thích chụp ảnh và chat trên mạng. Là em quét anh hay anh quét em, hoặc là chúng ta cùng quét nhau, anh có thể gửi cho em một vài tấm hình nghệ thuật xuất sắc để chúng ta cùng thảo luận với nhau nữa. Anh định biến cuộc hẹn này thành tình một đêm có phải không? Đừng có giả bộ nghệ sĩ đi với tôi nữa. Nè em à, em thật sự đã hiểu lầm anh rồi. Lần đầu tiên anh gặp em đã có cảm giác rất thân thiết với em rồi. Chính em là người đã đem tới cho anh nguồn cảm hứng bất tận. Em hãy tin anh đi. Chúng ta tới phòng làm việc của anh nha, được không? Biết. Mỗi lần nhắm mắt anh đều nhìn thấy bóng dáng của em. Trái tim anh đã khắc sâu hình bóng em rồi. Kết hôn? Chuyện đó không thành vấn đề. Thật không? Cũng giống như bạn gái trước của tôi, yêu nhau 7 năm nhưng rồi cũng chia tay. Theo như suy nghĩ của tôi, hai người yêu nhau mấy chục năm rồi mới kết hôn cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đúng. Cô hiểu chưa? Đương nhiên hiểu. Quen nhau càng lâu về khuyết điểm cũng lộ ra càng nhiều. Cô đúng là người thông minh. Tôi cảm thấy chuyện cưới nhanh cũng rất tốt. Chỉ cần mục tiêu của hai người giống nhau, mọi thứ tương đồng, như vậy cuộc sống rất suôn sẻ. Đúng. Vậy tức là anh cũng đã biết chuyện về tôi rồi hả? Đúng vậy. Vậy chúng ta hợp có đúng không? Tôi nghĩ là rất hợp đó. Tốt quá rồi. Là như vậy. Thật ra tôi nghĩ lần sau chúng ta sẽ tìm cơ hội hai chúng ta. Khoan đã. Xin lỗi hai người. Xin lỗi hai người nha. Tại sao anh lại đi tới đây? Anh muốn làm cái gì vậy chứ? Nhanh lắm. Một phút thôi, một câu thôi hả? Đây là ai? Chẳng lẽ là bạn trai cũ của cô? Ê, không phải đâu. Anh đừng có hiểu lầm mà. Anh biết rồi mà. Đợi một lát. Được rồi. Anh qua đây. Có chuyện gì vậy chứ? Giấy chứng minh. Giấy chứng minh cái gì? Tôi đã nói là tôi không có giữ mà. Ê, tôi có chuyện gấp lắm à. Anh có chuyện gấp gì? Trời ơi, bệnh viện đã nói giai đoạn phát bệnh kéo dài một thời gian. Cho anh biết, hôm trước tôi bị bệnh cảm lạnh là do anh lây đó. Tôi không có bệnh đâu, làm sao mà lây cho cô được? Sao lại không có? Anh đã bị bệnh mới lây bệnh cho tôi chứ. Còn không có hả? Khoan đã. Tôi... Chuyện gì vậy? Bị bệnh hả? Tôi... Nè... Là người nào? Không có bị bệnh. Cô đứng ở đó, đừng qua đây. Đứng yên. Cô dám giấu tôi chuyện này hả? Không phải, anh đã hiểu lầm tôi rồi. Đủ rồi, chúng ta đã không còn hợp nhau nữa. Đứng yên. Đừng có bước tới đây. Anh... Không phải đâu, anh quay lại đi. Tôi không sao. Tôi chỉ muốn kết hôn thôi mà. Nè, giấy chứng minh của tôi. Nè, mau lên. Đừng đi. Đừng tại anh hết đó. Đúng là đồ điên mà. Ê, khoan đã, giấy chứng minh của tôi đâu rồi? Dù gì em sống cùng anh ta, anh ta cũng sẽ nói sự thật. Anh ta về rồi, em cúp đây. Về rồi hả? Ây trời, anh đang nghĩ cái gì mà đứng yên vậy? Em ở nhà không có chuyện gì làm nên em mua ít đồ về nấu cơm. Anh ăn thử đi, anh coi. Coi lâu rồi em không vào bếp, không biết làm trả có còn ngon nữa không. Anh ăn cá thử khỏi, đi. Thôi khỏi đi. Hay ăn một miếng thử đi mà. Không. Tôi chưa thấy đói đâu. Tôi coi tivi đây. Anh vẫn còn thói quen đó nữa sao? Coi chương trình tin tức thời sự và dự báo thời tiết. Ồ, cô vẫn còn nhớ sao? Đương nhiên nhớ rồi. Em nhớ hồi trước anh thường coi thời tiết của các tỉnh, thành phố, chỗ nào cũng ghi chép cho thật kỹ. Sau đó coi thử thời tiết của thành phố nào là đẹp nhất, rồi quyết định đi du lịch. Vậy mấy năm nay anh đã đi du lịch bao nhiêu chỗ rồi? Không đi đâu hết. Suốt ngày chỉ dắt óc tìm cách kiếm tiền thôi. Kiếm đủ rồi chứ? Ừ. Đã thành tỷ phú chưa? Ý cô là sao? Còn giả bộ nữa. Có phải anh không? Hả? Hả? Rồi, cô qua đây. Tờ báo này viết sai hết rồi. Tôi không có trúng thưởng đâu. Người trúng thưởng là một khách hàng cũ của tôi thôi. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Con nói con có bạn trai rồi. Bao giờ tụi con lấy nhau thì đó là chuyện của con. Mẹ đừng có lấy Đại Lưu ra ép con nữa. Con nói cho mẹ biết, dù con có chết cũng không có lấy đâu. Mẹ xin con đừng có tới Lưu Diệu Diễn nữa. Nó và con yêu nhau gần 5 năm trời. Nó biến con từ một đứa con gái trở thành một bà già ế chồng còn chưa đủ hả? Được thôi, con rất thương nó. Tùy con, mẹ không phản đối. Nhưng kết hôn đi. Mẹ nói cho con biết, con mà không kết hôn với Lưu Diệu Dĩ thì mẹ sẽ đánh thuốc mê rồi đóng gói con tới nhà của Đại Lưu đó.
Mẹ đang cố ép con đó sao? Mẹ ép con đó thì thế nào? Trong vòng một tháng mà con không chịu đi lấy chồng thì con phải nghe lời của mẹ nói lấy cậu Đại Lưu. Anh đang nói là anh tặng tờ giấy số trúng thưởng đó cho người ta rồi. Ồ, anh có điên không vậy? Đầu của anh bị đụng trúng tường hay là anh bị lừa đá? Anh đang gạt ai vậy hả? Chỉ vì không muốn trả cho tôi tiền mà anh dựng lên cả câu chuyện nhảm nhí này để gạt tôi sao? Tôi nói cho anh biết nha, tôi không cần biết anh đã trúng 5 triệu hay là 50 triệu. Tôi chỉ cần anh trả đủ cho tôi 100 ngàn là được, hiểu chưa? Tôi không có 100 ngàn thiệt mà. Tôi có thì cũng trả cho cô từ lâu rồi. Đâu cần cô ngày nào cũng đòi nợ tôi vậy chứ. Bộ tôi muốn làm như vậy lắm sao? Chỉ cần anh trả cho tôi là được rồi. Thôi, buồn quá. Anh mở nhạc đi. Tắt đi ồn quá trời. Tôi xin lỗi cô chuyện hôm qua nghe. Tôi không phải cố ý quậy đâu. Không sao, mất một người thì có gì to tát đâu. Tôi sẽ không tin trong vòng một tháng không tìm ra một người để kết hôn với tôi. Sao cô phải kết hôn gấp dữ vậy? Đối phó với mẹ tôi, bà bắt tôi trong một tháng phải lấy chồng. Dù sao tôi thấy chuyện này cô nên suy nghĩ kỹ đi. Kết hôn mới là chuyện lớn, không phải trò dẫn chơi đâu. Nếu cô lấy nhầm người sẽ hối hận cả đời đó. Cô lấy nó ra làm trò đùa là chứng tỏ cô bị điên. Tôi bị điên? Anh trị được không? Anh có thuốc không? Có chứ, cốp xe của tôi toàn là thuốc không à. Nè, anh nói anh cần giấy chứng minh để làm gì? Để mở thẻ tín dụng. Tôi đang cần tiền đấy. Anh bị điên rồi mới đi mượn tiền ngân hàng, đó lãi cao lắm. Tôi đã ly hôn rồi, còn nợ tiền vợ trước nữa. Gần đây cổ cứ tìm tới tận nhà tôi, đòi tôi phải trả tiền cho cổ. Bán xe đi. Chiếc xe này có đáng bao nhiêu tiền đâu chứ. Vậy thì bán nhà. Tiền nhà còn chưa trả hết, làm sao bán đây? Dù gì thiếu nợ mà không chịu trả là sai. Cô mà nói như vậy á là tôi cho cô xuống xe đó nghe. Lúc trước á, cổ đi theo người khác đòi ly hôn với tôi, nhưng mà cổ lại đưa ra điều kiện đòi phải chia nửa căn nhà. Mặc dù tôi rất hận cổ đã thay lòng đổi dạ, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại, thôi bỏ đi. Cổ là phụ nữ rất khó tìm việc. Dù gì cổ cũng cùng tôi sống chung mấy năm trời rồi. Tôi đành đồng ý với cổ. Sau đó thì sao? Mẹ cổ bị bệnh phải mổ, cho nên tôi phải bỏ tiền ra trả. Không bao lâu sau mẹ cổ cũng qua đời. Tôi lại đứng ra lo hậu sự cho bả. Rồi có chuyện này chuyện kia, tiền của tôi cũng xài hết trơn. Cho nên lần này cổ quay về đòi tiền của tôi. Cô coi tôi lấy đâu ra tiền mà trả cổ đây. Không phải anh lấy tiền cho mẹ cổ rồi sao? Coi như là trả cho cổ rồi. Chuyện nào ra chuyện đấy, cổ là cổ, mẹ cổ là mẹ cổ. Dù gì mẹ cổ cũng là mẹ vợ của tôi mà, cũng coi như mẹ tôi rồi. Tôi cũng phải hiếu thảo với bà ấy chứ. Anh đúng là một người có hiếu. Chuyện này mà cũng gánh nữa. Nè, bộ anh họ Du hả? Đổi thành họ Ngu đi. Tại sao? Thì tại vì anh ngu quá mà. Khi nào con lấy chồng? Chẳng lẽ con định đợi cho đến khi con biến thành một bà cô già đau và đớn mới chịu lấy chồng sao? Nè, anh lấy vợ chưa? Không, ý tôi tức nói là anh tái hôn chưa vậy? Cô coi con người tôi chẳng có cái gì hết, ai mà thèm lấy tôi chứ. Anh có con chưa? Chưa có. Còn hút thuốc? Không có. Vậy uống rượu? Thỉnh thoảng thôi. Ba mẹ anh làm gì? Cô tra hộ khẩu tôi hả? Tôi chỉ tò mò một chút thôi, coi thử người thế nào mà sinh ra thứ hàng quá nhanh chứ. Chạy đi, chúng ta kết hôn đi. Gì vậy? Chúng ta kết hôn đi. Wow, em gái à, sao em lại tập như vậy chứ? Phải chạy nhanh lên thì mới có hiệu quả. Đúng rồi, bộ ở nhà em có chuyện gì sao? Khuôn mặt phải tươi tắn lên một chút chứ. Hít, thở. Tốt lắm mọi người, chú ý động tác, chú ý nhịp thở nữa. Tay giơ thẳng, nghiêng về bên trái, đằng trước. Đúng rồi, tốt. Anh Tommy à, cúi về phía trước. Anh Tommy à, có người tìm anh. Có chuyện gì? Tôi đã căn dặn cậu bao nhiêu lần rồi mà. Trong giờ làm việc,
thì phải nghiêm túc chăm chỉ, không được làm phiền tôi mà. Dạ xin lỗi chị nha. Rồi, giơ tay xong nâng người lên nha. Tommy. Trời ơi, các người làm ơn đừng có ồn nữa được không vậy? Anh Tommy. Nhỏ tiếng chút đi, tôi đang làm việc mà. Thấp xuống nữa. Thẩm Thiết Quân. Lại có chuyện gì nữa hả? Chị. Cậu bị sao vậy? Dạ không có gì. Vậy đi thôi. Dạ. Chuyện này cô không thấy là vội vàng quá hay sao? Anh đã biết tình hình cơ bản rồi đó. Anh có vấn đề gì không? Chuyện này, nhưng mà chuyện kết hôn chính là đại sự của cả đời người đó. Cô làm như vậy hình như cũng không được tốt cho lắm nghe. Tôi cũng hiểu cảm giác của cô khi bị ép cưới. Tôi có thể hiểu được hết đó. Tôi có thể nói chuyện với bà ấy. Đương nhiên mẹ cô làm vậy cũng vì cô thôi à. Tôi cho anh 100 ngàn. Hả? Tôi cho anh 100 ngàn. Cô cho tôi tiền sao? Đứng lên. Nè, anh cứ đưa trước cho vợ anh một nửa, được chưa? Lâu nhất là 3 tháng, nhanh nhất là 1 tháng. Đợi sau khi mẹ tôi quyết định đuổi cục nợ kia đi rồi, tôi sẽ trả anh số tiền còn lại. Vậy là giải quyết được chuyện của vợ anh. Không được. Cô làm vậy là có ý đồ gì đây? Muốn tự do. Ê, khoan. Chuyện này cô sai rồi nghe. Tôi sai ở chỗ nào? Anh cứ nói đi. Bây giờ ai ai cũng làm như vậy hết, tại sao tôi không làm được? Chúng ta ở chung không vi phạm pháp luật, cũng không có làm hại ai hết, tại sao không thể ở chung chứ? Anh coi, anh từng ly hôn một lần, có đúng không? Anh kết hôn rồi lại ly hôn nữa cũng đâu có làm sao. Tôi là người độc thân, tôi không có sợ ly hôn, thì anh sợ cái gì chứ? Cô đừng ép tôi. Để tôi suy nghĩ cái đã. Hả? Được, anh nghĩ đi. Nghĩ cẩn thận, tôi sẽ nghĩ chung với anh. Thật ra lần này chị quay lại đi chỉ là về thăm em, hay là muốn ở lại luôn? Ở luôn. Anh rể cũ của cậu không còn giống như trước đây nữa. 2 bữa trước anh đã trúng số đó, có biết chưa? Cậu có biết trúng bao nhiêu tiền không? Em nhìn thấy ảnh lù khù như vậy thì ảnh trúng bao nhiêu tiền hả? 5 triệu đó. Bao nhiêu hả? 5 triệu đó. Tái hôn đi. Tuyệt đối không được đợi nữa. Ngày mai tới phòng dân chính để phục hôn đi. Chị hiểu không? Đừng có gấp. Chị không thấy gấp nhưng mà em cảm thấy sốt ruột lắm. Mau phục hôn với ảnh đi. Chị sẽ là chủ nhân của 5 triệu đó, chị biết không vậy? Tìm ảnh đi, mau lên. Yên tâm, ảnh không thoát khỏi bàn tay của chị đâu. Giờ chuyện này, chị phải nhìn thấy những thứ không muốn nhìn và nghe thấy những thứ không muốn nghe. Nhưng tất cả đều là trò chơi, chỉ là sự tiếp xúc cơ thể, đó không phải là tình yêu. Điên rồi. Điên. Đừng có đi mà. Đừng đi mà. Nặng lắm luôn. Yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi. Đủ 100 ngàn, không thiếu một nếu đồng. Anh không chịu trả tiền bộ cho em, tôi muốn làm vậy lắm sao? Chỉ cần anh trả cho tôi là được rồi. Nếu như mình không kiếm đủ 100 ngàn, chẳng lẽ mình sẽ trở thành thằng ngu ngốc, thằng điên rồi hay sao? Ủa, anh làm gì vậy? Đang rửa chân để đầu óc tỉnh táo. Ủa, đây là chỗ tôi tắm chó đó, anh có bị hôi chân hay không? Không có. Nè, tôi xem hết 4 tập phim rồi, anh đã nghỉ xong chưa? Anh mau ra đây nói chuyện với tôi đi. Có câu chân trần không sợ chân mang giày, anh đi chân trần thì còn sợ cái gì? Vậy cô mang giày cô không sợ sao? Tôi có gì mà phải sợ chứ. Nói, có lấy hay không? Anh khỏi cần phải nghĩ. Với chỉ số IQ của anh, có nghĩ cũng đâu có nghĩ ra đâu. Anh cứ đi theo những người thông minh là được rồi. Người ta đi tới đâu thì anh đi đến đó. Nhưng mà... Anh đừng có dài dòng nữa mà. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai đi đăng ký ha. Được rồi, mệt quá. Ê, nè.
Cô muốn kết hôn thiệt sao? Chẳng lẽ nãy giờ tôi nói với anh là giỡn hay sao? Nè, cô coi làm vậy có được không nè? Có thể kết hôn, nhưng phải là bản hợp đồng nha. Khỏi làm hôn thú. Nếu làm hôn thú sẽ rất phiền phức. Chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp, chịu đựng sự bảo hộ của pháp luật. Còn nếu chúng ta không làm, cô thích làm gì thì làm, sẽ được tự do tự tại. Nếu như có một ngày cô cảm thấy thích ai đó, cô muốn kết hôn với họ, thì cô có thể quay lưng bỏ đi kết hôn. Nhưng còn nếu chúng ta làm hôn thú, nếu cô làm rồi sẽ thấy hối hận, bởi vì đó là tái hôn. Trong lòng chồng cô sẽ thấy không thoải mái, còn bản thân tôi cũng thấy khó xử nữa. Bởi vì tôi già rồi, không kết hôn cũng được, không thành vấn đề đâu. Nhưng mà cô thì không được, cô chính là tiểu thư đài cát mà. Trong lòng của tôi thấy thấy áy náy dữ lắm à. Con người của anh tốt bụng thật đó. Cô giả kết hôn không phải là muốn mẹ cô vui vẻ thôi hay sao? Hả? Không sao hết, tôi sẽ đóng kịch cùng với cô. Quan hệ giữa cô và tôi bây giờ là quan hệ chủ và tớ. Cô chỉ mướn tôi đóng kịch thôi, tôi sẽ phối hợp với cô thiệt là tốt. Được, vậy chúng ta phải diễn thật là ăn ý đó. Nhưng mà anh phải giúp tôi qua mặt mẹ tôi, khiến bạn trai cũ của tôi ghen tuông. Ê, khoan, cô cũng phải giúp tôi một chuyện nha. Đó là đuổi vợ cũ của tôi đi, cô có chịu không? Đồng ý. Nói đi, anh muốn tiền mặt hay là chuyển khoản đi? Ồ, cô đúng là hào phóng thiệt nha. Cậu có điên hay không vậy? Cậu chưa điều trị hay là cậu đã quên uống thuốc rồi hay sao? Hey, cậu đừng có quá đáng như vậy chứ. Mình vừa nhìn thấy cậu từ một thục nữ biến thành một bà chằn, mình cảm thấy rất là vui. Ê, đừng có đánh nữa. Nè, cậu nói là muốn đối phó với mẹ của cậu và chọc tức anh chàng họ Lư kia, nên cậu mới lấy chồng kiểu này hả? Không phải là mình đi lấy chồng thật mà, mình chỉ là diễn kịch thôi, để giải quyết khó khăn trước mắt đó. Cậu tìm ai không tìm, lại đi tìm một người đàn ông giống như anh ta. Trời ơi, tại vì thời gian gấp quá, đi đâu mà tìm, khó khăn lắm mới tìm được một người. Ý trời của khỉ. Mình thấy gần đây cậu bị đả kích nhiều quá, cho nên đã lú lẫn rồi đó, điên rồi. À, bưu phẩm của cô. Đúng rồi, ký tên. À, cảm ơn. Đi. Cảm ơn. Cô. Cảm ơn nha. Nè. Cô làm vậy là sao? Cô chuyển đồ tới nhà tôi làm cái gì? Em đâu có gửi, em mua đồ trên mạng thôi. Nè. Bây giờ là sao đây? Cô định đóng quân kháng chiến Trường Kỳ ở đây luôn hả? Không thì phải làm sao? Em khát quá uống miếng nước. Nè. Nước cũng không cho uống, sao mà anh keo quá vậy? Đừng tưởng đây là nhà cô nha. Thẩm má, cô nghe tôi nói nè. Tôi có một chuyện vốn định không muốn nói với cô đâu, nhưng mà vì da mặt của cô dày quá trời quá đất đi, nên tôi đành phải nói luôn cho rồi. Tôi sắp kết hôn rồi đó. Tôi hy vọng trước ngày tôi lấy vợ, cô sẽ chuyển đi giùm. Anh lấy ai vậy? Phụ nữ. Em cũng biết là phụ nữ, nhưng mà anh coi lại anh đi, anh vừa già lại vừa xấu, mặt như khổ qua, mắt như đậu xanh, ai mà thèm lấy chứ. Phải, mặt tôi như khổ qua, mắt đậu xanh, nhưng may mắn ở chỗ lại có người muốn lấy tôi, có người thương thầm trộm nhớ tôi đó. Em không tin. Chuyện cần nói tôi nói hết rồi ha. Hai bữa nữa thì bạn gái của tôi, là vợ của tôi, sẽ dọn vào đây ở. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô ha. Tới lúc đó cô bị đuổi ra ngoài tôi không can đâu nha. Cô cũng biết đó, trước giờ tôi là một thằng sợ vợ mà. Nhưng mà cô yên tâm đi, số tiền 100.000 kia hai bữa nữa tôi trả cô một nửa, mà số tiền còn lại tôi thiếu thì nội trong vòng 3 tháng tôi sẽ trả hết, coi như chấm dứt nợ nần giữa chúng ta. Tại sao trước đây em không nghe anh nhắc tới? Cô là ai, tại sao phải nhắc chứ? Cậu coi. Ai, trời ơi, mình có một bà mẹ lúc nào cũng ép mình đi lấy chồng, sợ mình thành gái ế. Thực ra kết hôn thì có gì khó đâu, chỉ là một tờ giấy, chẳng lẽ nhất định phải có hả? Không phải tìm đại một người là xong hay sao? Nhưng mà biện pháp của Du Bân rất là hay, vừa không cần kết hôn mà vẫn giải quyết được áp lực lớn nhất của đời mình. Hay quá à. Không phải dễ quá hay sao? Nè, nếu như mà bây giờ mình đã quyết định chơi trò này rồi á, vậy cậu giúp mình nghĩ cách thử coi làm sao để chế biến anh ta cho thơm ngon. Nè, mặt mày như thế này hả mà chế biến con khỉ cho sang Hàn Quốc thẩm mỹ lại đi. Đúng là hơi xấu một chút, nhưng mà đi Hàn Quốc không kịp lại còn tốn tiền nữa chứ. Vậy mới nói tại sao cậu lại đi tìm người như anh ta. Tại mình không có tìm được ai. Ôi trời. Đúng là xấu hết chỗ chê.
Tôi tới rồi. Đúng là nhìn giống anh ta thật mà. Tôi nhìn giống ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không? Đi. Nè 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 nè, bộ dắt chó quen tay, người cũng dắt vậy hả? Thanh Thanh, đóng cửa lại đi. Tìm tôi có chuyện gì làm thế ghê vậy? Quay qua đây nhìn tôi ha. Cô đại diện phát ngôn của cổ hả? Đúng. Thanh Thanh nhà chúng tôi đã ký với anh một hợp đồng rất kỳ lạ, có phải hay không? Dù sao tôi không tán thành. Đúng là dớ dẫn mà. Đúng, tôi cũng cảm thấy. Nè, tôi chưa nói xong, anh đừng có ngắt lời của tôi nha. Nhưng mà nếu như Thanh Thanh nhà chúng tôi muốn ký tên, tôi cũng đành bó tay, đúng không? Tôi sẽ ủng hộ Thanh Thanh một cách vô điều kiện, không cần lý do gì. Quay qua đi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, nếu như anh dám ức hiếp lớn tiếng với bạn của tôi hay là lợi dụng Thanh Thanh, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi sẽ cắt nó, cắt một cách sạch sẽ. Có nghe rõ chưa? Nghe rồi. Nói lớn lên đi. Biết rồi. Muốn qua mắt được mọi người, cho dù là vợ của anh, bạn trai của cậu và mẹ của cậu, còn có ba mẹ vợ của anh, chúng ta phải đóng kịch sao cho thật là sống động và phải chân thực. Theo kế hoạch thì phải chia thành 3 bước. Bước thứ nhất chính là để hai bên có sự hiểu biết về nhau ha. Kể từ ngày hôm nay, liệt kê tất cả thông tin cá nhân, sau đó học thuộc bắt đầu. Chu Thanh Thanh, nữ, 30, chồng sao song tử, nhóm máu B, tính tình trẻ trung, năng động, dễ thương. Tự nhiên cổ cười cơ. Không được cười, tại vì mình thấy hơi kỳ kỳ. Dư Vân, 41 tuổi. Chị hai ơi, Vương Vân người ta thuộc lào lào thông tin của cậu đó, có thấy hay chưa? Cậu có trách nhiệm một chút có được hay không? Tại của mình viết rất là đơn giản, đúng không? Chỉ có một trang giấy thôi à. Tờ của mình viết rất có logic, còn có nhân quả nữa. Còn tờ của anh ta thì viết tào lao không à, lúc thì thế này lúc thì thế kia. Hơn nữa có ai mà làm nổi mấy chuyện này hay không? Tôi không bình thường hả? Chắc cô bình thường quá. Ấy, đủ rồi, im lặng đi. Mình nói cho cậu nghe, ở trên đời này còn có rất nhiều người không có logic giống như cậu. Nói dễ nghe thì bị gọi là lẻo mép, còn nói khó nghe thì chính là có bệnh. Cô có ý gì hả? Hả? Tôi cũng rất có logic đó nghe. Ôi trời, đủ rồi, đừng nói nữa. Bây giờ chuyện quan trọng không phải là chuyện này. Bây giờ quan trọng là không thể gạt được ai. Cậu nghĩ là mẹ cậu có tin hay không? Cậu lấy một người như ảnh, không đẹp trai cũng không giàu có, mẹ cậu chịu tin hay không? Nè, hay là như vậy đi, chúng ta biến anh ấy thành người giống như bạn trai của cậu, kêu ảnh bắt chước. Đúng rồi, cách này rất là hay. Nè, lát nữa tôi viết giấy cho anh, anh đem về nhà đọc, nhớ phải học thuộc đó. Dù sao anh muốn kiếm 100 ngàn cũng phải bỏ chút công sức. Có tiền thì giỏi lắm sao? Đừng có nói nữa hả? Nói cho anh biết, nhiệm vụ của anh là phải học thuộc lòng đó. Bước thứ hai đó chính là hai người phải có quá trình yêu đương, phải có những kỷ niệm chung. Hơn nữa còn phải chứng minh được. Phải chứng minh thế nào? Đó chính là tách chụp mấy tấm hình.
Anh cười cái coi được không? Nè, anh mở to mắt ra, sau đó nhếch miệng giống như vậy nè. Đây 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 đây. Hey, đúng rồi, cười lên. Cô làm gì vậy? Anh cười một cái coi. Đừng mà, tôi cười xấu hơn khóc nữa đó. Có cần tiền không? Ờ, tiền. tiền. Còn bước cuối cùng chính là thay đổi ngoại hình. Ừ. Có đưa ảnh đi đâu thì anh cũng phải đại diện cho thẩm mỹ của cậu, vậy mới gọi là bạn trai cậu. Ờ. Ê, kiểu này thay bộ khác đi, anh tưởng mình đang đi diễn xiếc hay sao vậy hả? Cái gì sao? Để coi coi. Gì vậy? Đây là phong cách của cô hả? Tôi thấy cũng không tệ. Cái gì mà không tệ? Đúng là xấu ma chơi quỷ hờn luôn á. Xấu xí như anh á, có mặt lòng bào cũng không thể thành vua được đâu. Ê trời ơi, hai cô nhanh lẹ một chút được không vậy? Mệt muốn chết. Nè, anh cầm đống đồ đó về trước đi. Hả? Hai cô không về luôn hả? Không có về chung, ngồi xe của anh nhục lắm đó. Nè, anh cứ cầm đống đồ đó về là được rồi. Đi thôi. Đúng rồi, đúng rồi. 5 giờ chiều ngày mai, nhớ mặc đồ vest, tới nhà tôi đón tôi đó. Làm gì? Thì đi dự tiệc ở công ty. À, có phải là buổi tiệc cảm ơn của những cá nhân xuất sắc trong ngành gì đó hay không? Đúng. Chẳng lẽ họ Lưu kia cũng đi? Đúng vậy, mình sẽ gửi thiệp cho ảnh. Nè, anh mau về nhà, rửa mặt cho sạch sẽ, nhớ phải cạo râu đó. Vốn dĩ đó không được đẹp rồi, mua cho anh nhiều đồ như vậy phải ăn mặc bánh bao một tí. Còn nữa nha, anh nhớ đọc mấy cái quyển tạp chí tài chính phỏng vấn nhân vật để biết cách ăn nói. Tôi nói cho anh biết, ngày mai là màn đầu tiên đó, phải được thành công. Tôi sẽ gửi cho anh 50.000, còn nếu như thất bại thì anh chết luôn. Rốt cuộc chuyện này là sao đây trời? Nếu là người thành đạt á, thì phải thắt cà vạt chứ. Chà, nhìn kỹ cũng sang thiệt nha. Cũng giống Kim Tú Hiền còn gì. Nhưng mà còn khuôn mặt. Ơi không được rồi. Phải tút lại một chút coi, làm cho căng chút. Chị Dương ơi, cậu lại mượn gì nữa? À, không phải mượn chị, mượn mặt nạ của con gái chị á. Sao hôm nay cô lại tới đây? Cô tới mà không chịu nói một tiếng. Phải đó. Không phải hôm nay rất đông đủ sao? Tôi tới thăm mọi người thôi. Sẵn tiện tuyên bố một chuyện, tôi sắp kết hôn rồi. Hả? Chị sắp kết hôn? Có thật không? Ừ. Với ai? Với ai? À, tôi xin được giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, Dư Bân. Tôi biết mà. Tự nhiên cô lại đi nghỉ việc, thì ra là theo chồng bỏ cuộc chơi. Chu Thanh Thanh, khi nào thì tổ chức tiệc cưới? Khi nào vậy? Để mọi người chúc mừng cho cô đây. Đúng rồi đó. Về mặt hình thức, chúng tôi chỉ thích làm đơn giản chút thôi. Đó là tính cách của tôi. Chúng tôi không thích khoa trương. Tôi cũng không muốn truyền thông. Mấy người đồng nghiệp, thậm chí cấp dưới của tôi biết cuộc sống riêng của chúng tôi. Tôi chỉ thích cuộc sống thật bình yên, thuộc về tôi và cô. Đúng là hạnh phúc nha. Nếu vậy thì hai người đi trăng mật ở đâu vậy? Đúng rồi đó, nói cho mọi người biết nha. Chị Thanh Thanh nói đi chị. Câu này em cứ để anh trả lời cho. Chúng tôi dự định sẽ đi Capri. Chỗ đó đâu vậy? Đó là một hòn đảo nằm ở phía nam của nước Ý. Tên là Capri. Thanh Thanh, chồng của chị ảnh làm nghề gì vậy? Đầu tư. Đúng vậy. Đầu tư tài chính. Thật ra tôi phải đang điều hành hai quỹ đầu tư tài chính ngân hàng rất lớn. Chào cô Chu. Chào cô Chu, lâu rồi không gặp. Thanh Thanh là vợ của tôi chính là chồng của cô, Du Bân.